Hello, xin chào quý khách hàng quay lại với cửa hàng máy kính tay quen. Thì hôm nay bên em có nhận được một cái gọng gãy của khách hàng ha, ở Yên Bái. Đây là cái hộp khách hàng gửi cho Lim. Ở trong đó là cái kính của Gentle Monitor nha. Khách hàng lấy cái hộp của radar đựng vào. Thì cái gọng kính cũ, cái gọng kính của khách hàng đây, Gentle Monitor. Mọi người coi, như là bị gãy hết rồi. Mọi người coi cái kính này chắc đã bị cán vô hoặc là đạp vào rất là mạnh ha, nên nó bị gãy xúc gãy hết rồi. Mọi người coi cái vết gãy ở đây nè, lại gãy rồi nha. So cái này là bị gãy rồi. Mọi người coi đây một bên, mọi người coi nó béo ra luôn rồi, gần gãy liền luôn rồi đó. Thì khách hàng gửi cho Lim sửa thì Lim cũng không hứa là có sửa được không đó, nhưng mà Lim sẽ cố gắng Lim làm hết sức có thể nha. Đó. Cái này là để gắn vào chỗ này nè mọi người. Đó. Cái kính nó phải gắn vào đây ha. Đó. Này gắn vào đây nè. Đó. Mọi người coi cái đây. Đó. Nhưng mà cái này nó bị cong quẹo luôn rồi. Đó. Thì nói chung là Lim sẽ cố gắng mình sửa chữa cho khách hàng. Còn được bao nhiêu á, sửa được bao nhiêu thì sau khi Lim làm xong á thì Lim quay lại cho mọi người xem nha. Lim cũng không hứa chắc là sửa thành công nữa, tại vì kính này khi nhận ra thì thấy nó hư hại nhiều quá. Thôi để xem. Coi như là đây là Lim quay cho mọi người biết trước khi sửa nè. Rồi sau khi sửa thì nếu mà thành công Lim sẽ quay lại cho mọi người xem khôi phục được bao nhiêu ha. Chứ cái gọng này cũng là gọng tốt ha. Mình coi cái chất là mình biết rồi. Của Gentle Monitor. Rồi. Vậy thì Lim kết thúc cái clip phần 1 ở đây trước nha. Nếu mà sửa được thành công Lim sẽ quay lại phần 2 cho mọi người xem. Cái gọng rất là đẹp. Nhưng mà đã bị cán và dập nát nhiều rồi. Ok. Vậy nha. Xin chào tạm biệt quý khách trước. Hello. Xin chào anh chị em. Vậy là bao bao nhiêu ngày thì Lim cũng cố gắng sửa xong lại cho khách hàng rồi đây. Mọi người coi lại ha. Cái cây này rất là khó sửa và cũng tốn rất là nhiều thời gian ha. Cũng gần một tháng sau, gần tới một tháng sau bên Lim mới làm xong được ha. Mọi người coi, sửa lại cho khách hàng có một cây kính tái sử dụng và có thể lưu lại những kỷ niệm với cây kính này ha. Mọi người coi những cái sửa nè. Quay cận cảnh cho mọi người xem ha. Những cái phải bẻ lại rồi ráp lại những cái ngàm này rất là khó, cực kỳ khó khăn luôn, nhưng mà bên Lim cũng cố gắng rồi, làm hết sức cho khách hàng rồi. Để mọi người coi, quay cận cảnh để cho mọi người thấy được ha. Nói chung là ngoại hình cũng tương đối ổn, được lại 90-95% và mình sử dụng như thường ha. Nó là quan trọng nhất. Mặt sau kính nè, sau khi sửa xong mặt trước nha. Cái kính này nói chung là bị thương cũng khá là nặng đấy. Hồi phục được khoảng 90-95% thôi. Rồi. Vậy thì Lim cũng kết thúc cái clip tại đây nha. Lim xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha.